chào các bạn. Hôm nay hãy cùng em đi tham quan những vùng ngoại ô của thành phố nha. Hôm nay ra đi tham quan vùng Navasora có những cánh đồng hoang tím rất đẹp. Hãy cùng theo em. Hi everybody, I'm heading out to the countryside by Navasora. Out there, there's a lot of flower field. Today, I'm going to visit a purple flower field. Hello các bạn, mình đang ở thành phố Navasota, cách Houston 1 tiếng lái xe. Ở đây có một vườn hoa màu tím rất là đẹp. Mình quay cho quý vị xem. Nếu ai muốn đi xem, nên đi vào mùa này. Hoa tím cả một rừng luôn. Ở đây cũng có nhiều người đi tham quan nè. Đó, thấy mấy cô đang chụp hình bên đó không? Qua bên kia đường. Qua bên kia đường cũng cả một rừng hoa tím bên đó. Đây là vườn hoa hoa dại nằm ở trên đường 362 của thành phố Navasota.